Một ngày cuối tuần thảnh thơi, anh Thành cùng bạn đến cửa hàng điện máy ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tìm cho mình một sản phẩm loa để nghe nhạc và hát trong những sự kiện của gia đình. Sau khi được sự tư vấn giới thiệu của nhân viên cửa hàng, anh Thành quyết định chọn dòng sản phẩm của Denton. Tôi có tìm hiểu trên mạng thì thấy Denton quảng cáo cũng nhiều á. Thì nay tôi muốn đến tận nơi đây để trải nghiệm rồi bắt đầu mới quyết định mua. Tôi thấy loa kiểu dáng cũng đẹp, chắc chắn và chất âm cũng hay á. Cái tính năng rất là hay của nó đó là cho kết nối Bluetooth. Bluetooth thì nó thay cho cái đầu đĩa ngày xưa á, thì tôi thấy nó tiện gọn và không có dây rườm rà, rất là hay và sử dụng được điện thoại. Tôi đang cân nhắc về cái sản phẩm có công suất cao hơn. Có thể nói, những người trẻ tuổi dường như đam mê ca hát, giải trí, nên trong những cửa hàng loa như thế này có không ít khách hàng là người trẻ. Mấy năm về đây thì dĩ nhiên về mà lo của Việt Nam mình á thì dĩ nhiên người ta ưa chuộng hơn cái lo nhập. Thị trường chung của ở đây á, thì coi như cái nhu cầu của khách á, mà về chơi lo á, thì từng lớp á, là tuổi trung niên là nhiều hơn. Người trẻ cũng thích. Theo nhận xét mà những khách đã mua ở đây về chơi á, là cái về cái âm thanh của Denton á, thì tiêu chuẩn của nó là coi như là đạt theo ý muốn của khách là nhiều hơn. Những sản phẩm loa trên do công ty điện tử Thiên Thành Đạt, một đơn vị với hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực này sản xuất. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị này đã không ngừng cải tiến kỹ thuật và đầu tư dây chuyền sản xuất tự động nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã mới đa dạng, giá cả phù hợp. Tất cả linh kiện sản xuất đều được nhập khẩu và kiểm tra bởi đội ngũ kỹ sư, nhân viên kỹ thuật có tay nghề và chuyên môn cao. Cùng với đó là những công nghệ hiện đại như những máy móc dán linh kiện tự động trong quá trình sản xuất bo mạch hay các máy cắt gỗ CNC hoàn toàn tự động, chính xác, giúp sản phẩm luôn đồng nhất. Cùng với đó là công nghệ phun sơn 3 lớp giúp sản phẩm hạn chế tối đa trầy xước. Công ty đang áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong các hoạt động sản xuất, các sản phẩm xuất xưởng đều được giám sát chặt chẽ. Nhu cầu về thị trường giải trí ngày càng cao, kế theo đó là cái thị trường thiết bị âm thanh ngày càng phát triển. Chính vì vậy chúng tôi luôn nghiên cứu cải tiến cho ra đời các dòng sản phẩm loa karaoke cao cấp, không ngừng nỗ lực đầu tư về các dây chuyền sản xuất tự động, nâng cấp cải tiến các sản phẩm, đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân sự, áp dụng các cái tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015 trong sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho người tiêu dùng. Cái nguyên liệu vật tư mà để sản xuất thành phẩm một chiếc cái sản phẩm của chúng tôi đang làm á, là đa số là trong nước, chỉ nhập khẩu những cái linh kiện rời, ví dụ như là các cái bo mạch rời mà Việt Nam mình không thể sản xuất được, tức là nhập qua các cái nhà sản xuất chuyên nghiệp, ví dụ như là của Toshiba nè, Daewoo nè, nhập từ Nhật, từ Hàn Quốc về. Các cái thùng gỗ, thùng giấy, các cái linh kiện khác là hầu như là sản xuất trong nước hết. Em đang làm ở đây là năm thứ 6 rồi và hiện tại là em đang là nhân viên của bộ phận sản xuất đều đặn hàng năm á. Công ty tổ chức cho các anh em công nhân, các nhân viên viên chức cũng là để các lớp đào tạo nội bộ cũng như ngoài, để nhằm mục tiêu là để nâng cao trình độ cũng như kỹ thuật nhằm đảm bảo cái nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bên công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, dã ngoại, team building. Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất và phân phối thiết bị âm thanh hàng đầu trên thị trường Việt Nam, hiện tại, Thiên Thành Đạt còn chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng và dịch vụ bán hàng. Hệ thống bảo hành của công ty trên toàn quốc đã và sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu và sửa chữa của quý khách hàng. Nên dù trên thị trường xuất hiện rất nhiều thương hiệu về thiết bị âm thanh, nhưng sản phẩm cao cấp của Denton vẫn luôn có lượng khách hàng ổn định. Chúng tôi là sản xuất, là cung ứng cho thị trường Việt Nam gần như là phủ kín trên toàn quốc. Các chuỗi siêu thị như Điện Máy Xanh, MediMart, Chợ Lớn, gần 200 cái nhà phân phối đại lý trên toàn quốc. Chúng tôi đã xuất đi các nước như Úc, Mỹ, Cambodia, rồi Lào. Thì sắp tới chúng tôi là mở rộng thị trường xuất khẩu. Hiện nay thị trường Việt Nam mình đã tràn lan cái sản phẩm của Trung Quốc sản xuất, rất là chất lượng, rất là kém. Họ mua một lần họ dùng, họ không mua lần thứ hai. Chúng tôi tự hào và tự tin về cái chất lượng sản phẩm của mình là cạnh tranh được với những cái sản phẩm hàng ngoại. Chúng tôi là luôn chú trọng về cái việc là bảo hành, tức là cái dịch vụ sau bán hàng đó. Tới là chúng tôi là cũng đang xây dựng cái chính sách là bảo hành tận nhà, hội hàng Việt Nam chất lượng cao, là họ luôn hướng đến cái vấn đề là để khẳng định là cái chất lượng sản phẩm của những cái doanh nghiệp Việt họ sản xuất và khẳng định với người dùng là cái sản lượng sản phẩm của Denton là sản phẩm chất lượng. Nhu cầu giải trí của con người xét riêng trong lĩnh vực điện tử là rất lớn trong xã hội hiện đại ngày nay.
Do đó, chính sự chủ động, tích cực và tìm cách chiếm lòng tin của người tiêu dùng bằng chất lượng đã phần nào đó giúp doanh nghiệp Việt ngày càng được tin yêu hơn.